Xin chào tất cả các bạn đã tới số tiếp theo của Sống Ảo Biên Hòa. Thì ngày hôm nay mình đang ở trường Đại học Công nghệ Đồng Nai để tiếp tục các số của Sống Ảo Biên Hòa. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai concept, đó là concept nhẹ nhàng và một concept sexy nhẹ một xíu, cũng hơi mạnh mẽ, với một bạn nữ rất là dễ thương của chúng ta. Thì cùng đi với mình để biết bạn nữ đó là ai nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mẫu rất là dễ thương. Xin chào các bạn, mình tên là Vi, hiện tại mình là sinh viên của trường Kinh tế Luật. Hôm nào muốn CE4 thì nhớ inbox để nổ link nghe chưa. Rồi, bắt đầu thôi, let's go. Nay Vi thấy sao Vi? Hôm nay Vi thấy rất là vui vì được chụp hình nè. Tất nhiên là con gái ai cũng thích chụp hình hết trơn á. Và đây là lần đầu tiên Vi đến chỗ này. Thì Vi thấy ở đây rất là mát mẻ và khuôn viên trường rất là đẹp. Nếu như các bạn muốn có hình sống ảo thì hãy đến đây nhé. Hôm nay mình hơi xui tí là trời sắp mưa rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng chụp cho xong. Thì đây là khuôn viên sân bóng. Bên này sẽ là sân bóng rổ với cả sân bóng chuyền của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đẹp không? Hướng kia là ký túc xá. Các bạn không có mấy cái len góc rộng như vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái cách khác, đó là sử dụng chế độ chụp pano để tạo ra một cái ảnh mang tính chất nó sẽ rộng hơn. Nó cũng có cái hiệu ứng riêng nữa. Thì đầu tiên là các bạn để chế độ pano nha. Thường chế độ pano chúng ta sẽ chỉ có chụp ngang qua ngang lại. Nhưng mà bây giờ các bạn hãy để điện thoại đứng như vậy. Sau đó mình chụp xong mình đẩy ngược lên. Đó. Và nhớ là cơ bản mẫu đứng yên thì chúng ta sẽ có một bức hình rất là hay. Vừa rồi là một số hình ảnh mình và Vi chụp tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai bằng chiếc điện thoại như thế này đây. Các bạn thấy sao về cái clip này? Nếu như mà các bạn thấy clip thì thú vị thì hãy bình luận, và nếu mà được thì hãy share giúp bọn mình nhé. Bye bye. Cut.